Hello my friends welcome back mỗi người đều có ý kiến khác nhau mỗi người đều có ý kiến khác nhau các bạn như vậy thì chúng ta nói tiếng anh về chuyện đó như thế nào hoặc thậm chí đó chúng ta hùng hồn nói về cái chủ đề này như thế nào như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học với một giáo viên nói về cái chủ đề nhiều ý kiến khác nhau này các bạn nha nó là opinions bây giờ chúng ta vào cái mục học qua video và nói thành thạo mọi chủ đề chúng ta tìm đến cái video gọi là opinions bấm vào đây các bạn rồi các bạn nào đang xem mà chưa đăng ký các bạn nhớ bấm đăng ký vào kênh của tôi là Thắng Phạm các bạn nha. Bây giờ chúng ta nghe giáo viên nói một đoạn rồi tôi sẽ tiến hành phân tích cho các bạn. Opinions. Well, everybody has an opinion and usually many. We have many opinions. And all that really is saying is that we have many different perspectives, many different ways that we look at things. Đó các bạn. Bây giờ chúng ta vào chế độ toàn màn hình để tôi hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái cách để các bạn có thể hùng biện về cái đề tài opinions này các bạn nha. Bởi vì mỗi ngày đó chúng ta đều gặp những ý kiến trái ngược nhau nhưng mà đôi khi người ta lại cãi nhau. Thì như vậy mình sẽ nói như thế nào để cho cả hai bên nó cuối cùng calm down xuống các bạn nha. Bây giờ chúng ta bấm vào đây. opinions Các bạn có thể đọc là a p p p cũng được a opinion opinions cũng được hoặc là người ta đọc thẳng chút nữa là a opinion opinions opinions thêm s vào nó thêm âm giờ nữa các bạn opinions 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 trong à, trong tiếng anh đó các bạn ngữ điệu nó quan trọng vô cùng ha có nghĩa là đôi khi một từ nó không có nghĩa gì trên á nhưng mà thêm thắt ngữ điệu vào một cái thì tự nhiên á nghĩa nó biến đổi đổi khác hoàn toàn các bạn cho nên là tùy theo cái ngữ điệu của cái người nói mà lúc đó đó nó quyết định cái ý nghĩa của cái từ hay là cái cụm cái câu như thế nào các bạn nha rồi giáo viên nói cái câu đầu tiên opinions ôi trời ơi ý kiến nha các bạn ha Well, everybody has an opinion. Uh, well, well, well Cái từ well này nó giống như Ôi chà, ôi chà, chà, chà yeah, Như thế đó các bạn Nó giống như một câu màu đầu Để người ta sắp nói một cái ý kiến gì đó Có nghĩa là trước khi đưa ra một ý kiến Người ta bắt đầu bằng chữ well này Everybody has an opinion Everybody has an opinion Có nghĩa là mỗi người mỗi ý khác nhau đó các bạn Mặc dù nó không có từ different nha yeah, Nhưng mà everybody là mỗi người đúng không? Has an opinion là mỗi người có một ý kiến. Thì như vậy là mỗi người mỗi ý khác nhau. Bản thân cái từ everybody này các bạn, everybody là từ có bốn âm tiết. Thật ra nó nhấn vào âm tiết đầu tiên nha các bạn. Every, everybody có khuynh hướng nhấn nhẹ vào âm tiết thứ hai là chữ body. Nhưng tuy nhiên các bạn đừng có nói tách nó ra tạo thành everybody. Chứ cái chữ body mà các bạn tách ra và nhấn nó cao hơn thì lúc đó nó tạo thành hai từ đó các bạn. Nhưng mà cái này là từ ghép là một từ thôi là everybody. 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 Chữ F every là cao nhất là every, everybody body everybody everybody has an opinion has an opinion mỗi người có một ý kiến mỗi người đều có ý kiến riêng của mình câu này có nghĩa là như thế các bạn nha thì mỗi khi mà các bạn hùng biện tranh biện đó thì các bạn chỉ cần nói là everybody has an opinion nha các bạn ha and usually many we have many opinions tiếp tiếp theo câu trước And usually many, and usually many. Và thường là nhiều nữa là khác. Dừng lại tại đây luôn các bạn. And usually many. Hồi nãy nói là everybody has an opinion là mỗi người mỗi ý kiến và giáo viên nói thêm một chút. And usually many và nhiều nữa là khác nha. Yeah, chỉ cái cụm này nó đã diễn tả cái ý là nhiều nữa là khác. And usually many. Từ này đọc là usually 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 đừng đọc là usual nha mà là usually usually and usually many rồi tiếp theo giáo viên lại nói tiếp we have many opinions we have many opinions cái many opinions này là số nhiều đúng không chúng ta đều có nhiều ý kiến many opinions hồi nãy là everybody has an opinion tại vì một ý kiến là phải thêm an opinion an là đưa vào để cho nó đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm tại vì cái chữ opinion bắt đầu bằng nguyên âm đúng không? Rồi, cái này ở số nhiều cho nên không đưa mạo từ vào many opinions nha. Yeah. We have many opinions, chúng ta đều có nhiều ý kiến yeah. Riêng cái cụm đầu tiên này nè là cái cụm nối nối liền với cái câu phía trước. Everybody has an opinion and usually many. Nó no, các bạn usually many cái câu sau á là là nói rõ tròn chỉnh lại we have many opinions nha yeah, các bạn ha. And all that really is saying is that we have many different perspectives, many different ways that we look at things. And all that really is saying that nguyên cái cụm này nè các bạn có nghĩa là trong văn nói đó nhiều khi đó các mình mình thấy hơi rắc rối về mặt ngữ pháp một chút tuy nhiên đó là trong lúc người ta nói đó thì người ta nói có dư chỗ này có thiếu chỗ kia rồi lại thiếu ý rồi người người ta lại bù thêm ý vân vân cho nên đó, trong lúc người ta nói đó mình cũng phải đoán để mình hiểu ý người ta đang nói gì hơn là bắt bẻ người ta phải nói gãy gọn theo đúng cấu trúc ngữ pháp các bạn ha trừ khi nói theo kịch bản trừ khi viết ra cái câu thì lúc đó đó à, phải xem về mặt ngữ pháp nhưng mà trong văn nói các bạn không thể bắt bẻ một người đang nói được đâu tại vì lúc đó đó nó nó không thể nào theo đúng ngữ pháp một cách gãy gọn được đâu ai có thể nói một cách gãy gọn đúng câu không dư từ dư ngữ được các bạn nha. Yeah, kể cả trong lúc mình đang nói tiếng việt nè nó cũng dư tùm lum nó cũng thiếu tùm lum các bạn ha and all that really is and that and all that really is and that có nghĩa là và tất cả những thứ đó đó nói lên rằng cái nguyên cái ý này nó vậy đó các bạn we have many different perspectives We have many different perspectives. Cái chữ perspective này nè các bạn nó là góc nhìn, góc nhìn các bạn ha, góc nhìn. Cái nó nó giống như cái từ opinion thôi các bạn, tại vì opinion á nó là cái um, cái ý kiến là ý kiến của mình đúng không? Ý kiến của mình nó dựa vào cái góc nhìn của mình. Và cái từ này nè đọc là perspective. Perspective. Perspect, perspective. Nhấn vào âm tiết thứ hai các bạn ha. Perspective perspectives ở đây số nhiều thêm s vào we have many different perspectives chúng ta có nhiều góc nhìn khác nhau À, góc nhìn có nghĩa là tại cái điểm đó đó thì chúng ta thấy được cái đó ví dụ góc nhìn là thế này các bạn người ta nói là không ai thấy được hai mặt của cái cây đúng không có nghĩa là tôi ngồi bên đây tôi thấy mặt bên đây bạn ngồi bên kia bạn thấy cái mặt bên kia thì những cái gì tôi thấy gọi là góc nhìn của tôi còn cái còn lại là góc nhìn của bạn thì mỗi góc nhìn sẽ cho ra những ý kiến khác nhau cho nên đó khi họp nhiều người lại thì mình bổ sung những góc nhìn lại đó thì lúc này đó cái ý tưởng nó đầy đủ hơn cho nên lý do mà người ta kết hợp với nhau là chẳng qua là bổ sung những góc nhìn cho nhau các bạn ha thì cái góc nhìn đó là perspective các bạn we have we have many different perspectives many different ways nhiều cách khác nhau cái cụm bên dưới là để giải thích cho chữ perspective thêm giải thích thêm tại sao nói là dùng cái từ perspective ở bên trên các bạn ha many different ways that we look at things cái cách nhiều cái cách cái cách mà chúng ta nhìn vào sự việc đó có nghĩa là phải là mỗi người có mỗi góc nhìn khác nhau không các bạn thì cái góc nhìn đó đó là cái cách mà mỗi người nhìn vào sự việc khác nhau người hiểu biết cái lĩnh vực này nhìn nó khác hiểu biết lĩnh vực kia nhìn nó khác người đi nhiều nhìn nó khác người ở nhà không nhìn nó khác các bạn ha cho nên đó là mỗi người có mỗi góc nhìn mỗi người có những cách thức nhìn nhận sự việc khác nhau thì đây là cách thức nhìn nhận sự việc đó các bạn ha different ways that we look at things way that we look at things đó các bạn ha rồi ý nghĩa là như thế, cho nên á, là khi các bạn break down một cái câu dài ra thì các bạn chỉ thấy những cái ý nó đơn giản thôi ha. We have many different perspectives, một ý đúng không? rồi many different ways, we have many different ways. For example, you go watch a new movie or something with your friends, and somebody might ask you ví dụ như là bạn đi xem một bộ phim mới hay là gì đó. Cái or something này này các bạn Người ta nói một cái ý ra Thì người ta nói cái or something ở phía sau đó Là mang ý nghĩa là à, Và những cái điều như thế uh, Watching a new movie or something Hay bạn đi xem phim với một người bạn Hay là những cái tương tự như thế có nghĩa là cái or something là cái tương tự như thế nha yeah, có nghĩa là người ta muốn nói thêm nhiều ví dụ nữa tuy nhiên đó người ta nói or something thôi thì lúc đó đó có nghĩa là người ta muốn nói những điều tương tự như là đi xem một bộ phim mới này nè thì cái or something là như thế ha rồi with your friends chẳng hạn như bạn đi xem một bộ phim mới hay là những đại loại như thế với bạn bè and somebody might ask you và một người có thể hỏi bạn là một người có thể hỏi bạn là cái này giáo viên đang màu đầu thôi ha. À, lấy ví dụ là bạn trong lúc bạn đi xem phim, một bộ phim mới với bạn bè hay là làm những cái điều tương tự như thế, rồi một người có thể hỏi bạn, hỏi cái gì? Tiếp theo nè các bạn. Hey, what's your opinion or what are your opinions about that movie? Hey, what's your opinion? Hey, what's your opinion? Cái này là what's your opinion là À, đang hỏi ở số ít thôi tuy nhiên đó giáo viên lại tiếp tục bổ sung một câu Or, what are your opinions about the movie what are your opinions about the movie hay là những ý kiến của bạn ở trên là what's your opinion ý kiến của bạn rồi ở dưới này hỏi số nhiều hay là bạn có những ý kiến gì về cái bộ phim này có nghĩa là khi bạn đang xem phim, bạn đi xem phim với một người bạn xong thì có người sẽ hỏi bạn, bạn có ý kiến gì về bộ phim đó? có nghĩa là người ta hỏi ý kiến của mình đó các bạn nha. Yeah. thì đây là một câu hỏi thôi. như vậy thì khi một người hỏi ý kiến của mình về một thứ gì đó như vậy thì mình trả lời thế nào? And maybe your opinions are different than your friends. Yeah. And maybe your opinions are different than your friends. Và có thể và có thể là ý kiến của bạn đó nó khác với lại bạn bè của bạn. Đúng không? Có nghĩa là khi bạn có ý kiến về một vấn đề gì đó hay là khi bất kỳ ai có ý kiến gì về một vấn đề nào đó thì ý kiến đó có thể khác với bạn, có thể khác với những người khác. Đúng không? Là mỗi người có một ý kiến khác nhau đó các bạn. Yeah. đến đây các bạn thấy cái sự hùng biện về cái chủ đề để dẫn dắt cái chủ đề nói về cái chuyện mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau các bạn thấy hay không? Maybe your opinions opinions are different than your friends are different than your friends. Then you could say something like, well, in my opinion, the movie wasn't that great. And you could say something like và bạn có thể nói như là bạn có thể nói um, đại loại như là and you could say something. Say something và bạn có thể nói uh, chẳng hạn như là gì đó các bạn say something like một thứ như là gì đó ha. You could say something like. Rồi giáo viên ví dụ như là well in my opinion. Tại vì mỗi khi bạn đưa ý kiến là mình luôn luôn nói in my opinion, đúng không? nói cái đó cũng được mà không nói cũng được nhưng mà thường thường người ta nói in my opinion để nói là theo tôi là theo ý kiến của tôi là in my opinion the, mo the movie wasn't that great thì cái bộ phim không có được hay lắm tại đó là ý kiến của tôi mà bạn hỏi ý kiến của tôi thì tôi trả lời thôi in my opinion the movie wasn't that great cái bộ phim không có được hay lắm. Nếu bạn nêu ý kiến đó. Ha, thì đó là ý kiến riêng của mình đúng không? Nó có thể khác với bạn bè. Người khác có thể yêu thích cái đó. Như vậy thì đó. Mình mỗi khi đưa ra ý kiến đó các bạn. Các bạn nên nói in my opinion. Hay bạn nói là I think để nói ý kiến riêng của mình thôi chứ đừng có đưa ra một kết luận rất là nặng nề là cái phim đó rớt dở hay là gì đó mà không có không có bắt đầu bằng cái câu là in my opinion hay là i think nha các bạn ha. That was kind of really similar to the last movie we saw. Rồi, à uh, live lại bạn lại nói tiếp that was kind of really similar to the last movie we saw cái bộ phim đó đó nó đại loại như là rất là giống với lại à, cái bộ phim cuối cùng mà chúng ta đã xem cái kind of này là các bạn chẳng qua là thêm vào ha thêm thắt vào cái ý nghĩa của nó để tôi bốc ra tôi giải thích cho các bạn that was really similar có phải là nó thật sự giống không nó cái nó là đang nói đến the movie đó cái bộ phim đó thật sự rất là giống với cái bộ phim cuối cùng mà chúng ta xem cái bộ phim chúng ta mới vừa xem đó thật sự uh, nó rất là giống cái bộ phim cuối cùng chúng ta xem như vậy thì chữ kinder of này nè kinder of này nè uh, là thêm vô với một cái ý đó cái bộ phim đó đại khái đại khái cái phim đó đại khái hay là đại loại giống như là thì thêm cái này vào nè các bạn để nói rằng là À cái ý này không phải là ý kết luận chính xác đâu nha Không phải là that was real, really similar to Là có nghĩa là rất là giống Khi mình nói như thế là nặng nề Còn mình thêm chữ kind of vào một cái Thì à cái bộ phim đấy đại khái giống như là Đại khái Thêm cái từ kind of một cái tự nhiên nó làm nhẹ cái câu liền Ha các bạn ha Similar to To be similar to Uh, something là cái gì đó nó tương tự nó tương tự nó giống như là cái gì đó uh, similar to rồi phía sau là something the last movie we saw cái bộ phim cuối cùng mà chúng ta xem it seems like it was kind of a rip off it seems like it was kind of a rip off đây là các bạn it seems like nó giống như là nó giống như là ha seems cái gì đó mà seems là giống như là giống như là gì it was a rip off cái gì đó mà là rip off đó các bạn nó là hàng nhái hàng nhái là sao mình làm giống y chang như hàng thật vậy đó các bạn hàng nhái làm giống y chang như hàng thật ha tuy nhiên á là cái thương hiệu nó khác À, các bạn phân biệt giữa hàng nhái với hàng giả không? hàng giả đó là làm cái hàng cũng giống như thật, tuy nhiên á, là tất cả mọi cái đó đều là cái thương hiệu gốc, có nghĩa là làm một cái đôi giày Nike chẳng hạn, thì cái đôi giày giả đó các bạn cũng là thương hiệu Nike luôn, đặt mọi cái y chang như cái giày Nike, nhìn nhìn sơ qua là không thấy khác nhau gì cả, thì đó là hàng giả. Còn cái hàng nhái là làm sao có nghĩa là lấy mẫu mã của người ta tất cả mọi cái giống như người ta rồi đặt thương hiệu nó khác một chút thì cái hàng đó gọi là hàng nhái. Thì cái hàng nhái ở đây gọi là rip off. Rip rip off rip off nha các bạn ha, hàng nhái. It seems like it was kind of a rip off. Thì á ở đây cũng dùng cái kind of nè các bạn. Rồi, it was a rip off. Cái câu chính là như thế. It was a rip off nó giống như là phim nhái vậy đó có nghĩa là cái phim kia là cái phim gốc rồi cái phim này làm lại giống y chang như vậy đó là phim nhái ha, kịch bản vẫn giống y chang như thế rồi chẳng qua là làm khác một chút ha rồi, thêm chữ kind of vào các bạn thấy người ta đút cái chữ kind of vào những cái chỗ như thế này các bạn thấy không? Đó, à, thường thường là sau to be nè. It was kind of rồi phía sau là một cái cụm danh từ. Nó nó đại loại như là giống như hàng nhái vậy đó, nó đại khái như là giống như là hàng nhái vậy đó. Thì thêm cái chữ đại loại đại khái vào đó các bạn nó làm nhẹ cái tình hình đi ha. Nó không phải mình kết luận một câu it was a rip thì nói như vậy nó quá chắc nịch, nó quá chính xác. Rồi thêm chữ kind of vào, nó làm nhẹ tình hình đi. Nha các bạn ha. And then your friend could have a different opinion or several opinions and say And then your friend can have different opinions or several opinions and say À, cái này giáo viên nói nhanh quá Hoàn toàn mình có thể vào đây để chỉnh tốc độ lại một chút các bạn ha Ví dụ chỉnh tốc độ 0.8 đi Các bạn nghe lại nè And then your friend can have a different opinion or several opinions and say, yeah, thì giáo viên tiếp tục nói như thế này à, Sau đó thì bạn của bạn đó Có thể có những ý kiến khác Hoặc là nhiều ý kiến khác Và nói với bạn là à, là Câu này có nghĩa là như thế Rồi Cái câu cái từ này nữa các bạn đọc là several, sabro several các bạn nhìn thấy có vẻ là ba âm tiết tuy nhiên nó đọc có 2 âm tiết thôi nó không phải là several mà là several 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 hay các bạn ha là nhiều nó đồng nghĩa với từ many đó các bạn many opinions nó, thay vì vậy thì nói là several opinions and then và sau đó your friend can have different opinions different different từ cũng có hai âm tiết nha different opinions bạn của bạn có thể có những ý kiến khác Or several opinions hay là nhiều ý kiến khác. Cái từ nhiều này đó giải thích cho cái different opinions này thôi. Bản thân khi nói opinions số so nhiều thì bản thân nó cũng đã nhiều rồi mới thêm s các bạn ha. Chẳng qua là cái từ này nhấn mạnh thêm, nhấn mạnh thêm cho cái từ đã dùng phía trước mà thôi. And say và nói rằng, nói gì? Oh well, with one opinion, I agree with you. But in another opinion, that was a really good movie, you know, I was really engaged. Yeah, rồi. Well, oh, well, oi, oh, yeah, oh, yeah. Oh, ha, oh, well, with one opinion, with one opinion, đây là các bạn, về mặt nào đó, ha, nó được dịch là về mặt nào đó, rồi, with one opinion, rồi sau đó đó các bạn, sau đó đó, but in another opinion, In another opinion các bạn thấy là về mặt về một mặt rồi một mặt khác chẳng hạn nó có nhiều cách nói thì ở trong đây giáo viên dùng là with one opinion. With one opinion về mặt nào đó hay là về về một mặt rồi ở đây but in another opinion mặt khác nha các bạn ha. Rồi oh well with one opinion về mặt nào đó thì i agree with you khi mình đồng ý với ai đó thì luôn luôn nói là i agree with you hay là i agree các bạn ha thông thường đó các bạn để phản biện người khác đó mình tìm một cái gì đó và mình nói là i agree with you À, trước cái đi đã có nghĩa là trước tiên đó mình nêu ra một cái điểm mà tại đó mình đồng ý với họ để làm chi để mình có điểm đồng ý để làm cho người ta an lòng ít nhất là mình có cái điểm đồng ý với người ta để làm chi để mình nêu cái ý kiến khác đó người ta không bị bẻ mặt người ta không bị mất mặt mục đích là mình say face cho người ta nữa chứ mình giữ thể diện cho người ta Ha, các bạn ha thì như vậy đó người ta sẽ ít tranh cãi với mình hơn. Ít nhất đó à ít nhất thì người kia cũng có một một cái đồng ý với mình mà. Như vậy là đủ rồi cho nên là không bị mất mặt ha. Cho nên á with one opinion I agree with you. Ừ, về mặt nào đó tôi đồng ý với bạn được chưa? Rồi. But in another opinion, nhưng về mặt khác ha, về mặt khác hay là ở một góc nhìn khác. That was a really good movie cái cái bộ phim đấy thật sự là rất hay có nghĩa là một một mặt thì mình nói đồng ý ở cái chỗ là nó giống như phim nhái rồi giống như cái phim mà mình đã xem trước đó rồi ok về mặt đó tôi đồng ý về đồng ý với các bạn nhưng mặt khác thì cái bộ phim đấy rất hay đúng không có những bộ phim nhái cũng rất hay chứ bộ that was a really good movie That was a really good movie. Hồi nãy giờ dùng was không ha. Là tại vì cái bộ phim mình đã xem rồi. Thì mình đang nói về cái bộ phim đã xem đấy. Cho nên dùng ở quá khứ. Không dùng là is mà dùng was. That was a really good movie. Was a. That was a really good, good movie. You know. I was really engaged. Khi cái câu này nè các bạn có nghĩa là một cái gì đó mà mình bị cuốn hút vào đó thì mình dùng là to be engaged engaged cái âm cuối này đó bản thân nó là âm g g g mà nó thêm ed vào nữa thì thật ra nó thêm một âm d nữa các bạn là engaged g d, g d, g d, g d. G, d. Yeah. hai âm nó gần nhau như thế cho nên là engaged g d, g d, g, d. Engaged. engaged engaged i was really engaged i was really engaged g, d, g, d, g d nha các bạn rồi đó là một bộ phim thật sự rất hay và tôi đó tôi thì à, thật sự là bị cuốn hút vào đó nha các bạn ha có nghĩa là à, bạn có ý kiến như thế tôi đồng ý với bạn tuy nhiên tôi có ý kiến khác là ý kiến tôi như thế này nha các bạn ha so everybody has different opinions so everybody has different opinions à, câu cuối cùng giáo viên kết luận là à vậy đó vậy đó vì thế cho nên cái từ so đó các bạn để mà kết luận đó là so vì thế cho nên ha vì thế vậy nên everybody has different opinions là mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau everybody has different opinions mỗi người đều có ý kiến khác nhau các bạn có công nhận điều đó hay không? Có nghĩa là mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau cho nên là trong lúc tranh luận đó là chúng ta phải biết cái điều đó hiểu rất rõ cái điều này để để không có nhảy vào để mình phản bác ý kiến của người khác bởi vì nó đâu phải là cái cuộc chiến sinh tồn đâu các bạn mỗi người nêu cái ý kiến ra thì họ nêu ý kiến đó ồ oh, trong tình huống này bạn có ý kiến như thế à mặc dù đó mình không thích đó lắm mình cái bắt đầu mình mới nêu quan điểm của mình tuy nhiên à tôi có ý kiến như thế này ha, thì à ý kiến của tôi và ý kiến của bạn khác nhau mình tôn trọng ý kiến của nhau Tại vì đâu có cần phải quyết định sống còn đâu các bạn, đâu có cần thắng trong một cuộc tranh cãi đâu giữ ý có nghĩa là mỗi người nêu ra cái những ý kiến khác nhau thì mình học được những cái góc nhìn khác nhau, thậm chí mình gom hết tất cả mọi ý kiến của bạn bè lại với nhau đó để mình biết là à trong cái trường hợp xảy ra như thế mà có những cái góc nhìn như vậy đó thì cái người mà tổng hợp tất cả những ý kiến đó đó các bạn mới mới nắm được cái tình hình tổng thể của mọi thứ chứ còn bình thường đó mỗi khi có ai đó nêu ra ý kiến khác mình cái mình trời ơi, mình muốn giết cho bằng được mình dập cho họ tiêu tùng luôn thế rồi đó họ không bao giờ có ý kiến với mình nữa hoặc là thậm chí hai người biến thành kẻ thù của nhau để chi các bạn cái đó đâu cần thiết có nghĩa là mỗi người đều có ý kiến khác nhau và mình nên nhớ cái điều đó đó giữ bạn bè mới là chính còn ý kiến khác nhau thì kệ mỗi người cho nên á cái người mà giỏi thì người ta tổng hợp những góc nhìn đó để làm chi mình biết trong tình huống đó là mỗi mình mình còn muốn biết là trong tình huống đó còn có bao nhiêu góc nhìn nữa để làm chi mỗi khi mình muốn bán hàng trong tình huống đó đó mình lường trước được đó là những góc nhìn như vậy đó để mình bán hàng cho đúng cái tình huống đó các bạn thì cho nên là mục đích của mình trong đời là sống để thành công chứ không phải sống để cãi với bạn bè, sống để hơn thua từng câu nói ha. Như vậy thì học hỏi từ những cái đó thay vì là cãi nhau trang trác những ý kiến các bạn nha. Rồi, mặc dù cái bài đơn giản nhưng mà tôi lòng vào đây cái bài học về cái việc tranh luận hay là cái bài học về cái cách mà chúng ta thu thập ý kiến hàng ngày, chúng ta tôn trọng sự khác nhau như thế nào. Và tôi hy vọng là các bạn cũng thích bài học ha. Rồi, bạn nào đang xem mà chưa đăng ký các bạn à, vui lòng làm ơn đăng ký vào kênh của tôi là Thắng Phạm các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi à, toàn bộ video từ trên xuống dưới à, để giáo viên à, đọc cho các bạn luyện nha các bạn. Opinions. Well, everybody has an opinion and usually many. We have many opinions. And all that really is saying is that we have many different perspectives, many different ways that we look at things. For example, you go watch a new movie or something with your friends, and somebody might ask you, "Hey, what's your opinion or what are your opinions about that movie?" And maybe your opinions are different than your friends, and you could say something like, "Well, in my opinion, the movie wasn't that great. That was kind of really similar to the last movie we saw. It seems like it was kind of a rip-off." And then your friend could have a different opinion or several opinions and say, oh, well, with one opinion, I agree with you. But in another opinion, that was a really good movie, you know, I was really engaged. So everybody has different opinions.